Dính có đọc không thì vô ngồi, sao không chịu mặc cái quần dài vô cho má chính. Dũng đây. Rồi. Giảng sanh tịnh độ xong rồi mình đi luôn á nha bảy. Là mình đi luôn hết luôn á. Ok vậy lấy thêm một khoai tóc này nữa đi. Vậy là cái này là một ở trong bảy ở nhà phải không? Ờ, một trong bảy. Rồi chùa là một, một chùa xong là rồi. Chùa là chủ nhật này là hai. Ờ, ok, rồi chùa hiểu chủ rồi. Chùa là tính chủ nhật, còn mình đó là mình theo của mình là ngày chôn là ngày phát tang. Con có complete hết, con có nguyên bộ cái áo cái quần rồi tan luôn. Đây là con cháu nít con. À. Con trai đủ luôn giống như con vậy đó. Ba con có chuyện phát tang nhà đúng sáu nhé. Nhớ cho má. Dẹp. Thôi giờ lấy bông cũ ra đi, để cái bông cúc ra đi lại tấm bông tôi sao kỳ vậy? Thôi. Nó quay lên phim mà. Quay phim tại đi giờ không có bông mà. Cứ để không, 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 không lấy mày này xuống để bây giờ nó thấy bông cũ quá. Còn bất thi quà đâu. Tại vì má vô quá. Má không có tha thiệt đâu, nhưng mà tám nói hồi nãy thấy bông còn tươi quá, sao giờ em về xong bông héo trơn vậy? Này ít rồi để đọc ngồi chú chung cho hai người đọc đi. Đọc cái nào trước? Bỏ cái nghi thức á, học tán Phật á. Bỏ cái cầu an. Bỏ cái cầu an bây giờ đọc cho má tán Phật. Lâu trước khi đọc tán Phật là phải đọc cái này giảng sanh. Giảng sanh tịnh độ. Chùa đâu? Chị rồi mình vô chùa mình chụp mấy cái hình của 7 tấm á, nó có dính líu cái này không hay chuyện khác nữa? Nói gì con? Ở chùa mình chụp 7 cái tấm hình của Vinh trong chùa đó. Ờ con chụp bữa chủ nhật đó hả? À, cái đó cái là thất đó. Cái đó là làm ở chùa thất, thôi hay cái là thất chủ nhật ở chùa mình ở đây là thất thứ nhất ở nhà con ở nhà. À, thất là cái gì vậy? Thất là đồ bằng quanh quy. Ờ thất quanh quy. Ok xong chưa? Đây là thất chủ nhật cái này bữa. Cái này là kinh cầu siêu, kinh một thiền liên, kinh báo hiếu. À. Ok, nãy đọc ha. Có chà tám không? Đêm lọc thành tính hả? Lâu lâu giảng sanh tịnh độ phương trước. Tám mới đang chờ tám chưa? Giảng sanh tịnh độ chưa? Một tờ riêng nè. Còn chỗ cho tám rồi không? Vô đây. Giảng sanh tịnh độ trước. Ủa ba con có đậu không? Ba con giờ bị được tuột quá rồi, ba không ngồi đó. Ủa, cao... trời, trời giảng xanh đó. Cao thủ này thiếu đường hả? Ờ. Mẹ ngoài nè, mẹ có tắt. Ba cứ, ba cứ đi lại tụng kinh đâu? Ba bị có sáu mươi mấy à. Ờ. Ờ. Thật quá hả? Ok. Nghe. Đừng còn cái 6 và 7 vậy. Mình phải đọc rồi đọc ba lại Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô